Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục bình luận điểm tin cùng Rich Nguyễn, nhà huấn luyện chiến lược. Theo chia sẻ của một số chuyên gia bất động sản, các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhanh nhạy có nguồn tiền mạnh đang mua được sản phẩm thứ cấp giảm giá sâu, có thể lên tới 20-40%. Giao dịch ở một số thị trường nhỏ tăng cao do giao dịch thứ cấp, nhà đầu tư mua sản phẩm bị ngộp, bán tháo đang gia tăng tại nhiều khu vực tiềm năng. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn câu chuyện này trong phần bình luận điểm tin ngày hôm nay. Bất động sản thứ cấp giảm giá sâu, dân chuyên nghiệp trên thị trường săn hàng ngộp mạnh mẽ. Nguồn cung sụt mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội chỉ đạt 7.300 căn, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung căn hộ mới tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạt 10.000 căn, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Giá thứ cấp giảm sâu. Theo báo cáo của DKRA Việt Nam, giá bán căn hộ thứ cấp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu trong 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, giá bán căn hộ thứ cấp tại Hà Nội giảm trung bình 3-5% tùy phân khúc. Giá bán căn hộ thứ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh giảm trung bình 4-6% tùy phân khúc. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, những khu vực có giá bất động sản thứ cấp giảm sâu nhất trong năm 2023 là Hà Nội. Giá nhà ở tại Hà Nội đã giảm trung bình 10-15% so với năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh. Giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm trung bình 15-20% so với năm 2022. Đà Nẵng. Giá nhà ở tại Đà Nẵng đã giảm trung bình 10-15% so với năm 2022. Nha Trang. Giá nhà ở tại Nha Trang đã giảm trung bình 15-20% so với năm 2022. Phú Quốc. Giá nhà ở tại Phú Quốc đã giảm trung bình 10-15% so với năm 2022. Với tình hình nguồn cung sụt giảm, giá thứ cấp giảm sâu, thị trường bất động sản Việt Nam đang gặp khó khăn. Để thị trường bất động sản ổn định và phát triển bền vững, cần có các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế thực. Đề cập về triển vọng thị trường 2023, đa số các câu trả lời trên thị trường là không kỳ vọng quá nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng khi thị trường có cùng suy nghĩ thì có thể đang bắt đầu tới thời điểm cuối của vùng khủng hoảng. Theo đó, kỳ vọng sắp tới sẽ có một số điều đi ngược thị trường. Khi thị trường xấu nhất lại là thời điểm tốt nhất của những người mua, người sẵn sàng nguồn tiền tham gia thị trường. Đa số dự án có quy mô lớn từ chủ đầu tư như Gamuda, Sunshine, Vinhomes với phía Nam, nguồn cung cũng tiếp tục giảm. Kịch bản kỳ vọng giảm 50% và thách thức cung giảm 70%. Về giá bán, giá sơ cấp tăng nhẹ cộng với chính sách chiết khấu hỗ trợ lãi suất dài hơn từ chủ đầu tư, trong khi giá bán bất động sản thứ cấp thực tế bắt đầu giảm sâu. Nhà đầu tư nhanh nhạy có nguồn tiền mạnh đang mua được sản phẩm thứ cấp giảm giá sâu, có thể lên tới 20-40%. Giao dịch ở một số thị trường nhỏ tăng cao do giao dịch thứ cấp. Nhà đầu tư mua sản phẩm bị ngộp phải bán tháo. Nhà đầu tư chuyên săn bất động sản ngộp đang hoạt động khá mạnh mẽ. Chuyên gia nhận định. Theo ý kiến của diễn giả Rich Nguyễn cùng các chuyên gia phân tích thị trường tại Rich Invest nhận định. Nguyên nhân nào khiến giá bất động sản thứ cấp giảm sâu? Có nhiều nguyên nhân khiến giá bất động sản thứ cấp giảm sâu bao gồm: kinh tế suy thoái, nhiều người mất việc làm và không có khả năng trả nợ ngân hàng. Thị trường bất động sản bão hòa, nguồn cung lớn hơn nhu cầu. Chính phủ thắt chặt tín dụng, khiến việc vay tiền mua nhà trở nên khó khăn hơn. Các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường bất động sản Việt Nam. Liệu giá bất động sản thứ cấp có tiếp tục giảm trong thời gian tới? Giá bất động sản thứ cấp có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới, nhưng mức độ giảm sẽ không quá lớn. Một số nguyên nhân khiến giá bất động sản thứ cấp có thể giảm tiếp tục bao gồm: kinh tế Việt Nam vẫn đang trong quá trình phục hồi, nhu cầu mua nhà của người dân vẫn chưa cao. Nguồn cung bất động sản thứ cấp vẫn lớn hơn nhu cầu, đặc biệt là ở các khu vực đô thị lớn. Chính phủ vẫn tiếp tục thắt chặt tín dụng, khiến việc vay tiền mua nhà trở nên khó khăn hơn. Cụ thể,
có 3 kịch bản cho thị trường thời gian tới đây. Ở kịch bản kỳ vọng, lãi suất cho vay vẫn tiếp tục ở tầm 12 đến 14% là mức vượt quá khả năng chi trả của nhiều người. Chỉ có khách hàng có nguồn tiền mới sẵn sàng tham gia đầu tư được. Nếu khách vay trên 50% giá trị sản phẩm khó đầu tư được, tỷ lệ hấp thụ sẽ khoảng 20 đến 30% ở kịch bản này. Ở kịch bản thách thức, lãi suất tăng mạnh trên 14% là kịch bản có xác suất nhỏ, nhưng nếu xảy ra ảnh hưởng lớn tới thị trường, khách hàng có thể phải bán tháo, ngân hàng thu hồi tài sản mạnh, giá bán giảm. Ở kịch bản lý tưởng, lãi suất giảm xuống vùng 10 đến 12%, trong đó nếu xuống 10% là rất tích cực. Giá bán có khả năng tăng nhẹ, tỷ lệ hấp thụ sẽ tăng, nguồn cung tăng. Ngay chính khi thị trường trầm lắng sẽ là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư chuyên nghiệp đi săn hàng, vì nguyên tắc của đầu tư là mua khi trầm lắng và bán khi sôi động, trong khi các nhà đầu tư nghiệp dư thì làm ngược lại. Còn bạn thì sao? Khi xem bản tin này, bạn đang ở thế là kẻ sẵn sàng đi săn hay đang ngộp thở và muốn bán sớm các tài sản để đi thu gốc về? Trong kinh doanh, người ta có câu nói, mọi sự là từ rốt mà ra. Không được đào tạo bài bản, không dự báo được tính chu kỳ, không am hiểu về các vấn đề tài chính như phân bổ danh mục hay vay mượn trong khả năng chịu đòn là những lỗi cơ bản mà các nhà đầu tư nghiệp dư mắc phải. Cái giá phải trả cho sự giàu có luôn là thời gian, công sức, tiền bạc cho học tập để rèn luyện bản thân khi tham gia thị trường, vì rủi ro không đến từ thị trường mà chúng đến từ người tham gia thị trường. Chương trình bình luận điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn số này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số bình luận điểm tin bất động sản tiếp theo trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn.